Đó anh đi làm mấy dự án lúc mà hiện nay bên cái giấy là cọc, bên A là bên nhận cọc. Ủa vậy bên hợp đồng này là hợp đồng đặt cọc thì bên người đặt cọc là bên A, hợp đồng nhận cọc thì bên B. Thì đã đọc và đồng ý đây nè, bên B nè. Trung sơ 3 triệu rưỡi một mét. Không anh mình làm là giải toán nguyên cái đường, xong cho công an đi quản đấy, thoát hết một đám nhà đấy đứng chạy đấy, để biết bảo cho công an làm bầm 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 trong cái chưa? Cho làm cái lép pe hết, chưa? Chứng nè, chứng đó, thấy thế chứng đi, những cái chứng vào đây. Em làm chứng à, em cho kiếm chứng thì lấy tiền chia cho em. Có lấy tiền mặt chia cho em. Đâu có đâu, mình đó chia nãy nó chia phần mình đây, chỉ ký chỗ nào, chỉ muốn ký chỗ nào. Chị muốn ghi mình nào? Bên nào được? Bên chủ hôm nay hả? Hôm nay em ghi bên này, em ghi bên này nhỏ. Đúng rồi, ok. Bên này nó chứng hả? Ghi xong tội cho chứng minh vô. Ồ, điện thoại chứng minh rồi hả? Đúng rồi, ghi vô chứ. Để chứng minh hả? Cước rồi đấy, căn cước. Căn cước công dân ghi số điện thoại vô. Vậy có kỹ người mua yên tâm hơn, tại vì chị là người đưa tiền mà. Ok. Rồi, đăng tải vô luôn. Đăng tải trước rồi nè, nó vậy nè, chỉ đăng ngang. Nè, lấy cái này nè, nó đẹp nè, nó đẹp không, thấy không? Nó đăng ngang nè, nó đăng lấy tiền ngọt lắm, hai cái là hai. Ở bên đây cũng vậy, không đi. Đăng vậy nè, đó. Đừng có nhỏ vô vậy nghe. Đăng ngang rồi. Ừ, đó đúng rồi đó. Đó chị. Đó. Có nghe này chị này. Nghe này hiện nay mới mua quá, mới mua nhà đậu phải không? Có đừng nhỏ, đừng nhỏ, đừng nhỏ. Đây gì nè. Ờ anh vô. Đó. Có tiền nó mong mua bài. Giờ em lăn vô. Tiền nãy hứa còn đi cà phê được biết ngày uống cậu nha. Gạch đây nha, ở dưới này xong thì gạch nha, gạch này nha. Rồi xong rồi, em xong tờ nào kiểm tra lại cái tờ nào đẹp của em nha. Lấy tờ nào thì lấy nè. Ủa đây có phải là cái khăn không? Đây cái tờ giấy này hả kìa. Đúng rồi, bán nhà đi cho yên tâm. Đây cho cầm này về để
tiền đi cho tiền. Sao ạ? Chuyển 12 ngàn uống đi phê.
kiếm anh đi học đây chiều, chiều chút nữa dẫn nghỉ chơi rồi luôn à. Kém chút nữa anh học dẫn rồi cái dẫn rồi nó hồi chiều chụp hình gửi mà chưa kết bạn đó, chiều kết bạn lại gửi luôn luôn, chụp nguyên cái đồ này cho nó coi nè. Nè chị coi nè, em chụp em gửi nguyên nó luôn cho nó. Nè chị coi nè. Chưa tắt. Chưa lấy tiền hả? Chưa tắt, còn thiếu thiếu sai chỗ nào? Chưa lấy tiền. Sai chỗ nào á? Sai chỗ nào á?